Tìm bắt tôi. Hắn ta là ai mà dám vào đây vậy hả? Ông chủ ơi, đây được gọi là người dù á. Ở trong này không bao giờ mắc mưa. Đuổi hắn đi đi, ta không cần mua mấy cái thứ dù đó làm cái gì đâu. Nắng nóng sẽ có mưa rơi, ta đây kết thúc chuyện đời người ta. Bán dù chẳng phải là chuyên gia, mà là chúa tể chính ta đây nè. Ta là người dù, người dù là ta là người dù, người dù là ta. Ta là người dù, người dù là ta. Ta là người dù, người dù là ta. Các cát tấn công ta đi, để cho ông ta xem ta làm được gì nè ha. Tên của ta là Mét Mát nha, mà ngươi sẽ không tránh khỏi tia la xe của ta được đâu. Để đó ta cho ngươi xem. Sao rồi hả cát cát? Bây giờ thì ông đã biết ta không phải là người bán dù bình thường, mà là chúa tể của những chiếc dù rồi chứ. Ông thấy sức mạnh của những cây dù này chưa vậy? Chúng có thể chặn tia laser, có thể chặn lửa và nhiều thứ khác nữa. Được rồi, ta hiểu rồi. Nhưng mà cây dù của ngươi rất là hữu dụng. Khi nào mà ngươi tiêu diệt được cái cậu bé robot kia thì ta sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của ngươi, được chưa? Được thôi, cát cát à. Cảm ơn ông nghe. Tên của ta là Mét Mát, không phải là cát cát. Trời gì mà nóng quá đi mất. Tôi chảy mồ hôi như tắm luôn rồi nè. Ước gì bây giờ trời đổ một trận mưa sẽ mát mẻ lắm cho coi. Impossible, cana xí mũi. Tôi sẽ vô, cậu sẽ vào, xí ba, xí bùm. Nhìn đi John Bon, mưa rồi kìa. Cậu cứ vui vẻ lên đi nha. Cậu làm gì vậy hả Ghiên Tu? Lỡ có ai nhìn thấy chỉ có mỗi chỗ này là có mưa thôi thì tụi mình phải làm sao đây hả? Đừng có làm như vậy chứ. Được thôi, vậy thì tôi sẽ làm cho cả thành phố này có mưa luôn. Mẹ Bún Tí ơi, mẹ Bún Tí, ra đây coi, trời mưa lớn quá luôn đây nè. Cái đau quá. Có chuyện gì vậy hả ba? Cái eo thon thả của em bị chuột rút mất rồi nè anh ơi. Mắc cười ghê. Cậu không nên cười người khác như vậy đâu John Bon à. Làm vậy xấu lắm. Đau quá, đừng có kéo nữa. Trời ơi. Dù đây, dù đây. Lại xem quá. Dù đi. Mọi người lại xem dù đi. Nè ông anh ơi, cái dù này bán bao nhiêu vậy? Dù này không có bán, miễn phí. Tất cả số dù này đều là miễn phí hết đó. Ai muốn lấy thì cứ thoải mái. Dù cho không biếu không, lấy một tặng một luôn. Ba ơi ba, người ta đang phát miễn phí kìa ba. Cho một cái dù đi, lấy dù một đẹp cái quá. Đi nữa đi, cái dù này đẹp quá nè. Cho tôi một cái. Màu này đẹp nè. Wow. Đẹp quá ha. Dù đẹp mà còn miễn phí đẹp nữa, lấy một cái đi. Trời ơi. Nghe cho rõ đây, ta không phải là người bán dù bình thường, mà là chúa tể của những chiếc dù. Ta là người dù, người dù là ta. 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 Cậu bé robot ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi dám chắc hắn ta là người có mắt mắt luôn đó. Im ly, John Bon, hai cậu ở yên đây nha. Đừng đi, tôi sẽ quay lại ngay. Hét to lên đi, thằng nhóc sẽ tới ngay thôi mà. Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Ngươi là ai? Thả họ ra mau. Cậu bé robot, rất vui được gặp ngươi. Nắng nóng ắt có mưa rơi. Ta đây kết thúc chuyện đời người ta. Bán dù không phải là chuyên gia, mà là chúa tể chính ta đây nè. Ta là người dù, người dù là ta. Ta là người dù, người dù là ta. Người muốn cậu bé robot tới thì ta đã tới rồi. Thả họ ra đi. Nếu người có gan thì đấu với ta đây nè. Ha!
dụ hắn ta đi thật xa khỏi thành phố, để mấy tên laser không bắn trúng người khác mới được. Mình sẽ rủ Chun Bun lên mây ngồi chơi với mình. Chỉ cần chuẩn bị cho cậu ấy thêm vài củ cà rốt nữa là được rồi. Chắc chắn cậu ấy sẽ vui lắm cho coi. Wow, ở đây có nhiều cà rốt quá đi à. Ôi, mình thích quá à. Chun Bun à, mọi người dưới kia có phải là đang thích thú vì có trận mưa lắm không? Ừ, nếu bây giờ mà đem chuyện dưới kia kể hết cho cậu ấy nghe thì tụi mình sẽ phải xuống dưới. Cậu ta sẽ lại gây thêm rắc rối cho Vi. Thay vì giúp cho cậu ấy á, thì có lẽ mình không nên kể với cậu ta. Cứ vui vẻ ở đây thông thả vui chơi rồi ăn cà rốt. Sao hả Chun Bun? Không sao hết, không sao hết. Yên tâm đi Gintu, mọi chuyện vẫn ổn hết. Dù gì cũng đã có Vi lo hết rồi mà. Chỉ là có mấy cái dù biết bay thôi. Tôi cần phải đi giúp Vi mới được. Ủa, tôi đang làm gì và ở đâu vậy ta? Cậu là ai vậy? Cậu lên đây để ăn bắp, còn tôi lên đây ăn cà rốt nè. Không cần bận tâm ăn bắp đây ha. Được ngồi trên đám mây này và ăn bắp rang đúng là thú vị quá chần luôn. Cảm ơn cậu bé robot. Hỡi các chiến binh của ta, hãy bắt cậu bé robot lại cho ta. Mau hành động đi. Cậu bé robot, đây sẽ là ngày tang của ngươi. Về nhà thôi dù yêu quý. Vì ta không phải là một người chuyên đi bán dù, mà là chúa tể của những chiếc dù. Bộ đồ chiến đấu bật. Bộ đồ chiến đấu bật. Gì vậy? Không, dù yêu quý của ta, mấy cái dù của ta, ta đã mất bao nhiêu công sức để chế tạo ra chúng. Ta phải tiêu diệt ngươi để trả thù. Ta phải tiêu diệt ngươi mới được. Bật năng lượng vượt trội. Lần này thì ngươi đã thua chắc rồi đó nhóc con. Theo ta đến lãnh địa của Mesmac thôi. Những chiếc dù của ta luôn là bất khả chiến bại. Cậu bé robot à, đi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến gặp ông chủ Mesmac. Đi thôi nào. Trang phục mái khoan. Trang phục mái khoan. Xin chào, ngươi khỏe chứ? Không, ngươi đã làm hư cái dù cuối cùng của ta rồi. Ta sẽ không tha cho ngươi đâu nhóc con. Ta mới không tha cho ngươi đó. Ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu dù à. Không, thả ra. Chun Bun, chuyện gì vậy? Đi thôi Gintu ơi, đã tới lúc hai chúng ta xuống dưới xem cậu bé robot xử lý người dù sao rồi. Nghe được đó, đi. Dừng lại, làm ơn dừng lại giùm tôi đi mà. Sắp tiếp đất rồi kìa, sắp đụng đất thiệt rồi đó. Tôi xin cậu dừng lại đi, tôi sợ lắm rồi. Dừng lại đi mà, dừng lại. Bây giờ ngươi hát lại bài hát người dù cho ta nghe được không? Tự nhiên ta lại muốn nghe bài đó. Ta là người dù là ta. 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 Ta là người dù. Cậu bé robot. Cậu bé robot. Cảm ơn cậu bé robot nha. Ta sẽ về quê. Ta sẽ về quê làm nghề bán dù. Ta sẽ không làm chúa tể những chiếc dù nữa, mà làm người bán dù bình thường.
Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt ông chủ. Cứu tôi với ông chủ ơi. Ông chủ ơi, ông chủ, cứu tôi ông chủ ơi. Trời ơi, cho xuống đây, cho xuống đây, trong mặt quá, tôi sợ độ cao. Cho xuống đây. Ông chủ ơi, tôi nghe nói á, trường học của Tinh Vi sẽ tổ chức một buổi học ngoại khóa cho tụi học sinh tới pháo đài cổ tham quan. Ở đó có rất nhiều tượng và những bức tranh cổ đó. Ông chủ, thấy sao? Tin này nghe được đó Tim Burton. Ta chế tạo được một con robot trong hình dạng của một bức tượng ác quỷ. Bây giờ ngươi hãy đi tung tin đồn, nói là có bức tượng quỷ Satan, thỉnh thoảng nó sẽ tỉnh dậy vào ban đêm và đi lung tung khắp nơi. Ông chủ ơi, khi con robot đó được khởi động thì sẽ làm thằng nhóc viên hoảng sợ, không biết làm sao đánh bại được tên ác quỷ, đúng không ông chủ? Đúng, không chỉ có như vậy mà ngay vào thời điểm đó con robot sẽ tiêu diệt tên nhóc viên. Vui quá đi, ta cảm thấy rất là vui. Đây chính là con ác quỷ của ta, và nó là thứ vô cùng quyền lực. Nó có một cái đuôi mạnh đến mức có thể dễ dàng đánh bại và kết liễu cuộc đời của thằng nhóc phía kia ngay lập tức. Ôi được rồi, ác quỷ quyền lực, ta thật sự chưa tin lắm đâu. Trước tiên phải cho ta thử ngươi là dùng cách nào để xử lý nhóc phía đây. Hả? Trời ơi. Ô, trời ơi. Thôi rồi, Đức Thắng mất rồi, không thể dừng xe lại được. Ôi con, không thể dừng xe lại được. Ôi, ôi, ôi. Đổi ngoại hình đi Junbon, nếu để cho V nhìn thấy được chúng ta ở đây thì cậu ấy sẽ đuổi hai đứa về liền đó. À ha, tôi sẽ nhảy lên cây rồi chuyển cành để di chuyển luôn ha. Các em học sinh, các em hãy lấy hành lý của mình nhanh lên đi. Cậu đợi ở đây nha Im Ly, tôi sẽ lên nóc xe lấy hành lý xuống đây. Xin chào các bạn, tôi là người phụ việc ở khu vực này, để cho tôi giúp các bạn lấy hành lý nha. Tôi sẽ tự lấy hành lý của mình rồi giúp các bạn khác luôn là được. Vì Gintu nè, Junbon cũng đang có mặt ở đây đó. Cậu ấy ngồi bên kia, không có ai nhận ra được tụi tôi đâu, cho nên cậu đừng la tụi tôi nha. Cả hai cậu chẳng bao giờ khá hơn được chút người nào. Người phụ việc ơi, lấy hành lý xuống đây giúp tôi với. Nhưng mà hành lý của cậu là cái nào chứ? Tôi không nói chuyện với cậu, tôi nói cái tên phụ việc nhỏ xíu con đang đứng kế bên cậu kia kìa, là tên Via đó. Nha, dám gọi bạn ta là tên phụ việc sao? Đừng mà,
À, tới đây đi. Hoan nghênh thầy cô và các em học sinh tới tham quan pháo đài cổ. Nhìn đây nha, đây chính là bức tượng Banshin. Còn bên kia là Rani Rupmati. Cả hai bức tượng này đều được 1.000 năm tuổi rồi đó nha. Rất là lâu đời. Wow, tuyệt thật. Vậy còn bức tượng ở ngay giữa hành lang thì sao? Ồ không, sao cô lại hỏi bức tượng đó? Để tôi nói cho mọi người nghe. Nó là ác quỷ. Thật đó, tôi có nghe người ta kể lại mấy câu chuyện hồi xưa. Vào những đêm mà khi trăng tròn vừa kết thúc, ánh bình minh đầu tiên chiếu vô người nó, nó sẽ sống lại và giết tất cả mọi người. Chúng ta phải cẩn thận, vì đêm nay là đêm trăng tròn. Và không chừng ngày mai nó sẽ tỉnh dậy thật đó. Mục tiêu của người ở bên đó, tiêu diệt tên nhóc đó đi ác quỷ. Chúc người may mắn nha. Bức tượng này là một con robot. Người hướng dẫn kia nhất định là team Bắc Tôn rồi. Cậu ở yên đây nha, tôi quay lại ngay. Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Cậu bé robot. Mọi người hãy chạy vào trong pháo đài đi. Bây giờ là lúc tôi cần phải xử lý tên ác quỷ này rồi. Đang quét trùng khớp tác dụng mục tiêu. Hay. Gintu. Ấm bên là xe bồ. Tấn công nó từ phía trên đi. Nó chỉ có thể nhìn qua lại xung quanh thôi, chứ không nhìn lên trên được đâu. Cảm ơn gợi ý của cậu nha Emily. Nhưng mà tôi cần phải thoát ra khỏi đây trước mới áp dụng được. Ấm bên là xe bồ, cậu xí xô, tôi xí sọt. Trang phục chống lửa bật. Trang phục chống lửa bật. Tại sao cậu lại phải chạy tới niệm thần chú vậy hả? Cậu không thể búng tay để làm phép luôn hay sao? Làm phép hả? Làm phép gì mới được? Mà cậu là ai? Còn tôi là ai không vậy? Không phải chứ. Sao cậu ấy lại mất trí nhớ vào lúc này? Cậu nhớ đã hết chưa? Hả? Vi đâu rồi? Đi nhanh đi. Máy khoa
trang phục máy khoan. Báo cáo ông chủ, ngay cả ác quỷ quyền lực nhất cũng thất bại dưới tay cậu bé robot luôn rồi ông chủ ơi. Tôi về căn cứ nghe ông chủ. Tôi về. Mọi người ơi, đây không phải là ác quỷ đâu, nó chỉ là một con robot cố tình được đưa đến đây gây rối thôi, nhưng bây giờ nó bị tiêu diệt rồi. Cảm ơn cậu bé robot, cậu lúc nào cũng xuất hiện đúng nơi đúng lúc. Cảm ơn cậu bé robot. Tôi rất sẵn lòng. Pia, cậu đã đi đâu vậy? Mới lúc nãy cậu bé robot đã tiêu diệt con robot ác quỷ đó. Chắc cậu ta sợ quá nên trốn trong góc rồi đúng không? Nào đâu chứ, bằng chứng đâu mà cậu nói như vậy hả? Các cậu, có ai nhìn thấy tận mắt tôi ném máy bay giấy vào người của Vi với Emily hay không? Hả? Không, không, chúng tôi có thấy gì đâu. Chúng tôi đâu có thấy gì đâu. Cũng không phải là tôi đâu á nha. Có ai thấy tôi ném không vậy? Không hề thấy, không thấy gì hết. Được lắm thằng nhóc này, từ giờ thì mọi chuyện xảy ra với ngươi, trừ Vi với lại Emily ra thì sẽ không ai chứng kiến được đâu. Ấm Malaysia, cậu xí xô, tôi xí dạo, xí ba, xí bầm. Hey. Có chuyện gì vậy nè? Cậu làm gì vậy hả Gintu? Đưa cậu ấy về đây đi. Tôi không thể chịu nổi cái cảnh cậu cứ bị bắt nạt hoài như vậy. Đó, cậu đi mà đưa cậu ta về. Còn tôi thì không đâu. Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Ghê quá đây. Mẹ ơi, cứu con. Cứu con. Cứu con. Ủa, Vía, vậy cậu bé robot đi đâu rồi? Sao các cậu lại ở đây chứ? Các em học sinh, trong tuần này các em nào có biểu hiện tốt nhất sẽ được thầy trao chiếc cúp học sinh ưu tú của tuần. Những biểu hiện tốt sẽ bao gồm giúp đỡ những người xung quanh, không làm việc gì sai trái. Các em đã hiểu chưa? Dạ hiểu. Tôi sẽ là người đoạt chiếc cúp ưu tú đó cho các cậu coi. Các cậu nghe cho kỹ đây nha. Kế hoạch của tôi là tôi sẽ quăng vỏ chuối này ra ngoài hành lang. Hai cậu sẽ từ xa chạy tới. Và rồi hai cậu sẽ giả bộ trượt té. Hai cậu nhớ là phải trượt té thiệt thì mới tính đó nha. Sau đó tôi sẽ là người tới cứu cả hai cậu. Và nhờ có hành động tốt đẹp này, tôi sẽ giành được chiếc cúp của tuần này thôi. Tôi sẵn sàng. Tôi sẽ đi kiểm tra một vòng. Đúng rồi đó thầy, phải luôn dòng nó các em học sinh để cho trời Có cuộn dây nè.
Via. Ôi trời Via, thầy không thể ngờ được em có thể cứu được chúng ta. Cảm ơn Via, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Via, nếu như không có em thì chúng tôi đã bị té xuống dưới mất rồi. Bunty, dạ? Sao em không cảm ơn bạn đi kìa? Dạ, mình cảm ơn nha. Không có gì. Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch khác để mọi người phải khen ngợi tôi rồi. Các cậu có biết tôi đã phải năn nỉ người huấn luyện chó đưa một con tới đây, rồi tôi lén đem nó vào trong trường. Tiếp theo sau đó, con chó sẽ sủa những ai nó nhìn thấy, rồi chạy dí tất cả mọi người ở trong trường luôn. Rồi cậu sẽ làm gì hả Bunty? Tôi sẽ dùng tiếng Anh để mà ra lệnh cho nó. Nó có thể hiểu được tất cả luôn á. Nếu như tôi nói stop barking thì nó sẽ im lặng ngay lập tức. Còn nếu tôi nói run from here thì nó sẽ lập tức đi khỏi chỗ này. Nó sẽ chạy thoát ra ngoài cổng, quay về với chủ của nó đang đợi sẵn. Tất cả mọi người sẽ khen tôi tài giỏi. Tôi sẽ trở thành học sinh ưu tú và giành được chiếc cúp vì đã cứu được tất cả mọi người ở trong trường đó. Để tôi gọi điện cho người huấn luyện chó, kêu đem nó tới đây cái đã. Hello, con là Bunty đây. Hello Bunty, chú đã đem chó tới đây rồi. Chú sẽ để nó lại sau cánh cổng đó nha. Nó sẽ chạy vào trong, dí theo và sủa tất cả mọi người. Đừng có lo gì hết, nó không có cắn thật đâu. Mà con phải nhớ một điều, ra lệnh cho nó bằng tiếng Anh đó nghe chưa. Nếu không thì nó sẽ không chịu nghe lời đâu, tại vì nó chỉ hiểu được tiếng Anh mà thôi. Dạ được rồi, chú đem nó tới liền đi. Con đang đợi ở trong trường rồi nè chú. Ôi trời ơi, sao tự nhiên xe chết máy vậy chú, duyên quá. Bây giờ tôi phải đem xe đi sửa đây. Thôi xuống đi, bây giờ cậu cứ đưa nó tới trường, có người đợi rồi. Của cô ha, sao cô lại đem nó tới đây? Nè, đi chỗ khác đi, xin xin đi đi đi. Bên kia kìa, con chó mà tôi thuê đã tới rồi đó. May là các cô và thầy hiệu trưởng cũng có mặt ở đây luôn. Giờ thì họ sẽ được chứng kiến sự dũng mãnh của Bunty này. Cứ để đó cho em. Nè chó, stop barking. Cậu nói stop stop gì vậy? Nghe tôi sủa nè. Stop, stop, run. Cậu nhìn kìa, bên kia có con chó đang đuổi theo ai đó. Để cho cậu ấy được yên đây. Mình hiểu được nè, nói vậy mới hiểu được chứ. Nhưng mà bây giờ mình muốn được chơi thêm một chút nữa. Của con người, loài chó cũng như vậy đó. Hả? Tôi sẽ cho cậu xem ai mới là kẻ thù của sự tức giận nè. Sự giận dữ có thể là kẻ thù của con người đó. Mà thôi kệ đi, mình đã có xương ăn rồi, sao phải bận tâm mấy chuyện này làm gì chứ. Sao kế hoạch của tôi cứ bị tên Vi phá đám hoài vậy chứ? Nhưng mà lần này hả, kế hoạch của tôi chắc chắn sẽ thành công. Bây giờ tôi sẽ đến văn phòng của thầy hiệu trưởng, vào trong đó khóa cửa lại luôn. Các cậu sẽ chạy đi thông báo với thầy ấy, nói là thấy trong văn phòng xuất hiện một tên trộm và Bunty đang đánh nhau với hắn ở trong đó, được không dạ? Rồi cậu sẽ khóa cửa phòng và đập phá, tạo ra tiếng động giả, làm như đang đánh nhau với hắn, đúng không? Sau đó hả, tôi sẽ mở cửa phòng ra rồi nói là hắn đã chạy thoát ra ngoài qua cửa sổ rồi. Nhanh đi lấy cặp của các cậu đi, kế hoạch này hoàn hảo quá. Nhanh lên chút đi, mọi người chuẩn bị quay lại rồi kìa. Thầy ơi, tụi em thấy tên trộm ăn cắp cặp sách của mấy bạn rồi chạy trốn vô phòng hiệu trưởng. Bunty đã đuổi theo, đánh nhau với hắn trong đó đó. Nhưng cửa phòng bị khóa rồi, phải làm sao đây? Trộm, có trộm, bắt lấy hắn. Thầy thấy chưa, Bunty dũng cảm đang đánh nhau với tên trộm. Có trộm, cứu tôi, cứu dây, cứu. Có chuyện gì vậy thầy? Vìa, có trộm lén vô trường mình. Hắn ta đã bắt Bunty làm con tin. À,
Sao một đứa con nít có thể làm được như vậy chứ? Ta không phải con nít mà là robot. Ta có thể làm bất cứ gì mình muốn. Đừng có lại gần ta. Ta có súng đó. Đừng có mà lộn xộn. Sao có thể vô lý vậy chứ? Tay mà có thể kéo dài ra được hả? Vậy thì nó chính là ma rồi. Trời ơi ma, tránh ra. Chân gì mà dài dữ vậy? Tránh xa ta ra, trời ơi! Tránh xa ta ra! Tránh xa ta ra! Tránh xa ta ra! Ma thiệt rồi, cứu tôi với. Alo, đồn cảnh sát hả? Mở cửa phòng giam sẵn đi, bây giờ tôi tới liền nè. Vía, thầy không ngờ em có thể dọa tên trộm sợ mất vía được đó. Hôm nay em làm rất nhiều việc tốt, còn bảo vệ trường chúng ta không bị trộm nữa. Đã vậy còn cứu được bạn Bunty. Đi thôi, tới văn phòng của thầy. Hôm nay thầy sẽ trao chiếc cúp học sinh ưu tú cho em. Không, 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 không chịu.